Bí hò lô. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bí dợ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng. Và làm vòng hôm nay của mình sẽ là vòng dương gang. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bí hồ lô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Em ơi sao chị bảo? Sao sao cái mé mà nó phải nghe âm thanh ấy, sao không lắp tai nghe à? Đó. Sao không lắp tai nghe mà cái máy nó phải dùng âm thanh ấy? Bài kia đi biết chi tiền đi. À ý là có tai thì là vẫn cho nghe được đúng không? Chị có tai mà. Ý là có tai nghe cũng có nhưng mà nó có hai cái thôi. Ừ. Nhà chị chưa có tai nghe mà nhưng mà chị ấy đâu ấy chị chẳng biết chị để đâu rồi chị tìm được quả đâu. Có một máy là không thể đeo máy không thể cấm tai nghe nào phải bật loa lên. Nhìn to lắm. Cái máy của chị đấy. Máy một cái máy ngoài cửa luôn á. Cái đấy không thể đeo tai nghe được vào. Cho nên là cái cấm cái loa của anh qua loa của anh Quyết vào đây. Tại sao lại không đeo tai nghe được? Nó bị sao không đeo tai nghe phải cấm loa. Nhưng mà không phải là cái máy của chị phải làm việc đúng không? Nói nào? Không phải là cái máy cắm video của chị đúng không? Máy nào chỉ cắm? Thế à? Máy 1 cũng có à? Máy 2 cũng có à? Máy 1 có 2. Máy 1 có 2 phải của chị. Thế luôn cái hôm anh Kiên ngồi ở đây. Anh Kiên ấy á. Anh Kiên học pháp luật công nhưng mà mở vào cái video của chị nghe chị chói tai đâu hết tai đâu. Chị nghe là chị buồn cười. Chị không chịu được. Phải nghe đi. Xem chị lỗi được. Điên mất. Em làm cái kênh của em đấy. Anh Quyết thì phải anh Quyết cũng phải kiểm tra. Mà em cũng ngại và em sợ nó bị sai sót cái gì nữa. Sao nó sợ anh Quyết thì nói vậy nhưng mà kệ nó thì nói sao. Chị buồn cười cái giọng của chị ấy. Rồi cái âm thanh nó không giống bình thường. Nhưng mà chúng mình nghe thấy nó có bình thường không? Không nào. Bài chuyện giọng thì nó còn nghe, nó còn ghê đi được. Nói bình thường chả ai nói gì đâu. Chuyện giọng. Giọng này mới bình thường đúng không? Ừ. Cái giọng của bà hớn hở này nên cái giọng. Cái giọng hớn hở này có ai nhận được không? Ta tát cho cái nào. Nếu mà mày bảo nói giọng ghê gớm. Đấy, giọng bình thường nói chuyện như này không? Nên thì nhậm như thế. Nhưng mà chị nghe nó không chịu thể lý nào. Nghe nó cứ bị giặt ra giặt rẹo. Cái giày cái này là giọng bình thường ấy bà. Cứ như siêu mặt nó giọng ta giặt rẹo. Ờ thế đây ta nói bình thường này mà. Nhưng bây giờ ta vẫn nói này mà. Nói chung là chị nói bình thường. Đó sao đó. Đợi hôm nào chị chào. Sao lại tụ tập đây nhỉ? Hôm nào chị chào. Xin chào tất cả mọi người. Sao hôm nào chị chào? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nào chị chào? Xin chào tất cả mọi người. Chị nghĩ là tụ tập đây gì không biết. Mọi người ơi, màu vàng của mình này, màu vàng của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu vàng của mình. Tiếp theo sẽ là màu xanh. Màu xanh nha mọi người. Mọi người ơi, màu xanh nha. Ừ. Tí giờ đi về được 6 tiếng nha, thế nào? 6 tiếng. Không về đâu, Mẫn à. Từ về. Không, chiều thế. À, mình phải là chậm thế nào rồi. Không về đâu, Mẫn à. Ơ, nửa chúng về còn gì rồi. Nghĩa nó nhắn tin chị làm gì đây? Ai biết đâu. Cả bùn dép, chẳng bùn dép. Mọi người ơi, bây giờ mình xỏ hạt tròn nha. Mình xỏ hạt tròn nha mọi người ơi, mình xỏ hạt tròn nha. Hôm nay chị quay một buổi đem máy lên tải luôn. Quay một buổi 5 tiếng được 30 video, ra video đều không? Ơ chị nhớ lại, không thì đáng lẽ chị được 29 video thôi, sao chị mới nhớ lại chị bảo là nhớ nay mà chị tối nay chị không đi làm thì
Châu chúng nó lại thiếu mất một video để tải lên, bởi vì Thành nó bảo là từ 30 đến 40 video mà. Chị ngồi lại chị quay. Anh bảo là anh Kiên bảo là anh quyết bảo. Nhưng mà mình nói lại với chị thế mà. Hay là Nghĩa không nhớ nữa. Còn Nghĩa là thế. Chị lại phải ngồi lại chị quay. Lương tâm của chị đúng là đẳng cấp. Ừ, em ơi đang còn lại. Đấy, đang còn lại. Gì? Ơ, cái đấy mùi không thích nhở. Mùi sao? Em không biết, em không quen đấm bằng mẹ. Rửa mặt em không chứa lộ. Hôm nay chị ra đến đây chị còn hỏi các chú cơ, các bác cơ. Và mình sẽ bỏ hai đầu vòng nha mọi người. Mọi người ơi, mình bỏ hai đầu vòng nha. Mình bỏ hai đầu vòng lại nha mọi người. Người nói sẽ yêu em mãi đằng sau. Người nói sẽ thương em mãi lạc lõng. Mà có vì sao anh quay đầu đi về nơi xa xôi quá. Không, nay chị không chán đời này đâu. Từ lúc này nói chị nhắc chị cái phần tiêu đề, chị mới chán đời, chị không muốn quay nữa. Tự nhiên mày nhắc, mày không để chị làm xong đi rồi nhắc. Nói đừng nói cho không tắt quay. Được. Làm sao mà chém nhà đến nít rồi, bắt đầu người ta mới nói. Đừng có mở ra tiếng âm nhạc, khó chịu lắm. Em nhỉ? Chả mở ra nhạc nó đã to rồi, mở ra nữa khó chịu lắm. Không, đừng tìm nữa. Ủa, cả hẳn nó kẹt đấy, nước cả mắt. Ở dưới nhà. Sao? Đứa nhẹ. Xem gì? Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn ơi, vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Anh là đứa nhẹ. Xem cái thằng bố. Anh là đứa đất. Sư quật Nghĩa. Nghĩa đâu vậy? Nhớ cả mặt. Mặt không thể nào nguôi ngoai. Trời ban bối chữ duyên mình từng nên mong mỡ. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Là vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bí dợ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng. Và làm vòng hôm nay của mình sẽ là vòng dưa gang. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bí hồ lô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Em ơi sao chị bảo sao cái máy mà nó phải nghe âm thanh ấy, sao không lắp tai nghe mà. Đó. Sao không lắp tai nghe vào cái máy nó phải dùng âm thanh ấy. Và anh kia đi biết chi tiền ra đi. À ý là có tai thì mà vẫn cho mà nghe được đúng không? Chị có tai mà. Ý là có tai nghe cũng có nhưng mà nó có hai cái thôi. Ừ. Nhà chị chưa có tai nghe mà, nhưng mà chị ấy đâu rồi ấy, chị chẳng biết chị để đâu rồi, chị tìm được quả đâu. Có một máy là không thể đeo tai, không thì cấm tai nghe được, phải bật loa lên. Nhìn to lắm. Cái máy của chị đấy á. Một cái máy ngoài cửa luôn á. Máy đấy không chỉ đeo tai nghe được vào. Cho nên là cái tấm cái loa của anh qua loa của anh Quyết vào đây. Tại sao lại không đeo tai nghe được? Nó bị sao ấy, không đeo tai nghe phải cấm loa. Nhưng mà không phải là cái máy của chị là phải làm việc đúng không? Đó hả? Không phải là cái máy cắm video của chị đúng không? Máy làm việc cắm. Thế à? Máy 1 cũng có à? Máy 2 cũng có à? Máy 1 có 2 file của chị. Thế luôn.